Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 20 token SDX từ sàn Kepler Swap. Thì con này GO3 các bạn, trước kia mà đã có hướng dẫn các bạn chatbot GO1, GO2, GO để tham gia game này, mình click phần link mô tả của start chatbot này. Rồi, các bạn lưu cấp trang các bạn, .1. Nhiều quá là nhiều luôn các bạn. Nhiều đầu tiên các bạn chọn cái group này. Sau khi chọn cái group xong, các bạn bắt up tiếp tục chọn tiếp kênh chiller này. Tiếp tục follow tờ Twitter, like và retweet nè. Đúng rồi. Rồi, các bạn like nè. Các bạn tweet lại nè các bạn. Rồi các bạn bắt up lại các bạn. Tiếp tục follow minimum nè. Trên minimum thì các bạn follow nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lại các bạn. Subscribe YouTube. Cái này thì mình đã làm gọi hết rồi các bạn ơi. Các bạn vào tự làm nha các bạn. Sau khi bạn subscribe YouTube nè, tiếp tục subscribe group YouTube like nè. Hai kênh. Rồi bạn bắt up lại các bạn. Rồi bạn vô đây các bạn follow tờ Twitter và retweet nè. Rồi các bạn like nè. Các bạn tweet lên các bạn. Rồi bạn bắt up lên nè. Tiếp tục xem tiếp kênh Telegram nè. Rồi mình đã xem gọi bạn bấm submit đi tên. Rồi dòng đầu tiên mang địa chỉ email của các bạn vào thôi bạn. Mình khai báo. Tiếp tục mang điền là username tờ Twitter của các bạn nha các bạn. Submit medium profile. Tiếp tục các bạn gỡ đường link minimum mình nha bạn. Thì bạn nhấp vào đây nè. Rồi ta. Rồi minimum nó chỗ nào đó tờ. Đây nè. Rồi các bạn nhấp vào của anh em đen đen nha tất cả các bạn. Rồi các bạn nhấp vào anh em avatar mình nè. Đó chậm quá. Rồi bạn nhấp vào bao quanh cùng nè các bạn. Rồi bạn sẽ chép liên kết nha bạn. Rồi bạn gửi lên cho bot nè. Submit you profile link YouTube. Tiếp tục thì bạn gửi được link YouTube mình nha các bạn. Bạn nhập vào ảnh avatar mình nè, nhập vào kênh của bạn nè, các bạn nhập vào bao anh cùng nè, nhập vào chia sẻ nè, các bạn sao chép liên kết nha các bạn. Rồi bạn gọi tiếp tục với chatbot nè, bấm Z nha bạn. Rồi submit media link you sell. Rồi nó kêu gỡ cái đường link sell YouTube thì các bạn like and sell, thì các bạn nhập vào cái link thứ hai này các bạn, bài này nè. Rồi các bạn nhấp vào các bạn. Rồi các bạn chia sẻ nè. Các bạn tweet lên Twitter các bạn. Rồi bấm đăng test nè. Rồi các bạn mở Twitter của tất cả các bạn ra nè. Các bạn nhấp vào bao anh cùng, nhấp vào hồ sơ nè. Các bạn nhấp vào chia sẻ nè. Các bạn sao chép liên kết nha các bạn. Rồi bạn gửi lên chatbot nè. Tiếp tục bấm Z. Tiếp tục bấm Z. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ với BNB sở mặt trên B20 trên dưới chocolate mình. Vũ khóa dài dài đặt luôn. Rồi cho bot nè bạn. Ok các bạn nhấp vào cho anh xào ai góp nữa các bạn. Rồi các bạn bấm vào complex. Rồi các bạn bấm balance đi chết số cần mình kiếm được các bạn. Mình đã nhận được 20 token SGS nè. Các bạn việc lấy ghép chia sẻ trong bè và người thân để kiếm thêm token nha các bạn. Vậy video mình đây mới tốt, mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.